Một đại Bồ Tát mới phát tâm, không xa lìa sáu pháp ba la mật đa, đem công đức trên so sánh với phước đức này, thì không bằng một phần trăm, không bằng một phần ngàn, cho đến không bằng một phần cực nhỏ. Vì sao? Vì không nhờ thanh văn độc giác thừa mà có đại Bồ Tát, trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian, chỉ nhờ đại Bồ Tát mới có thanh văn độc giác và trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Vì vậy các vị trời rồng có thế lực lớn và người chẳng phải người vân vân, thường nên ủng hộ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen đại Bồ Tát này, đừng để tất cả tai họa ngang trái não hại vị ấy. Các vị, do việc làm này mà phước đức luôn luôn được an lạc ở trong trời người cho đến chứng đắc niết bàn cứu cánh, làm lợi ích lớn mãi đến tận đời vị lai. Bấy giờ trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là điều kỳ lạ hiếm có, các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền cùng khắp, giữ gìn thể hiện sự lợi ích thù thắng của các pháp này, giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, đều thân cận phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn. Đối với các thiện căn thù thắng, tùy theo đó mà hân hoan an lạc. Nhờ cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư Phật, tiền được sanh trường ở chỗ chư Phật, mau chóng lãnh thọ chánh pháp, được thành tựu viên mãn, cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không bao giờ quên mất chánh pháp đã được nghe và giữ gìn. Vì vậy, dòng họ được viên mãn, thân mẫu được viên mãn, thân phụ được viên mãn, quyến thuộc viên mãn, tướng hảo viên mãn, ánh sáng viên mãn, mắt tai viên mãn, âm thanh viên mãn, đà la ni viên mãn, tam ma địa viên mãn, lại đem sức phương tiện thiện xảo nên biến thân như Phật, lại dùng năng lực từ thế giới không có Phật này đến thế giới không có Phật khác, phương tiện thiện xảo nên hóa ra thân Phật, thuyết giảng khen ngợi về bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, thuyết giảng khen ngợi về pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thuyết giảng khen ngợi về chân như cho đến cảnh giới bất tư lì, thuyết giảng khen ngợi về cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, thuyết giảng khen ngợi về thánh đế phổ tập diệt đạo, thuyết giảng khen ngợi về bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, thuyết giảng khen ngợi về bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thuyết giảng khen ngợi về tám giải thoát, chín định thứ đạm, thuyết giảng khen ngợi về pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, thuyết giảng khen ngợi về tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, thuyết giảng khen ngợi về cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, thuyết giảng khen ngợi về năm loại mắt, sáu phép thần thông, thuyết giảng khen ngợi về mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thuyết giảng khen ngợi về pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, thuyết giảng khen ngợi về tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thuyết giảng khen ngợi về trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thuyết giảng khen ngợi về Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, lại dùng năng lực thiện xảo về các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp, tùy theo căn cơ mà giáo hóa họ trong giáo pháp ba thừa, khiến họ giải thoát hẳn sanh lão bệnh tử, chú nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn, hoặc lại cứu vớt các khổ ở đường ác để họ hưởng thọ sự an lạc vi diệu ở trong cõi trời người. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thật là hy hữu. Nếu ai có thể giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì là giữ gìn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa cho đến trí nhất thiết tướng, cũng giữ gìn đầy đủ quả dự lưu Nhất Lai bất hoàn A La Hán, độc giác Bồ Đề và tất cả đại Bồ Tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Đức Thế Tôn bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu có ai có thể giữ gìn Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì giữ gìn đầy đủ sáu pháp Ba La Mật Đa, nói rộng cho đến tất cả đại Bồ Tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Hết quyển thứ 500.